Sáng ngày 18 tháng 7, Tỉnh ủy Hưng Yên phối hợp cùng Bộ Tư lệnh Quân khu 7, Viện Lịch sử Đảng và Báo Quân đội Nhân dân tổ chức hội thảo khoa học Trung tướng Nguyễn Bình với Cách mạng Việt Nam và quê hương Hưng Yên nhân kỷ niệm 110 năm ngày sinh Trung tướng Nguyễn Bình 1908-2018. Đoàn chủ tịch điều hành hội thảo gồm các đồng chí Đỗ Xuân Tuyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Hưng Yên, trưởng ban tổ chức hội thảo, Đại tá Hoàng Đình Trung, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 7, Đại tá Hà Mạnh Tường, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng biên tập Báo Quân đội Nhân dân, Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Hà, Viện trưởng Viện Lịch sử Đảng, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Đại tá Nguyễn Chí Công, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hưng Yên, Phó Ban Thường trực Ban tổ chức hội thảo. Dự và phát biểu tham luận tại hội thảo có các đồng chí Đỗ Tiến sĩ, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hưng Yên, Thượng tướng Phạm Thanh Ngân, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, đồng chí Hà Đăng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Trưởng ban Tư tưởng Văn hóa Trung ương, cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Bộ Tư lệnh Quân khu 3, Quân khu 7, Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên, Quảng Ninh, Hải Phòng, các sở ban ngành đoàn thể của tỉnh Hưng Yên, thân nhân Trung tướng Nguyễn Bình và đông đảo các tướng lĩnh, các nhà khoa học trong và ngoài quân đội. Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã gửi lãng hoa chúc mừng hội thảo. Phát biểu chào mừng hội thảo, đồng chí Đỗ Tiến sĩ, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Hưng Yên nhấn mạnh: Hưng Yên là vùng đất địa linh nhân kiệt, giàu truyền thống văn hiến cách mạng, quê hương của nhiều bậc danh nhân, cán bộ lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước, quê hương đồng chí Nguyễn Bình, người chiến sĩ cộng sản kiên trung mẫu mực, trung tướng đầu tiên của quân đội ta. Thay mặt lãnh đạo tỉnh, tôi xin nhiệt liệt chào mừng hội thảo khoa học Trung tướng Nguyễn Bình với cách mạng Việt Nam và quê hương Hưng Yên. Trung tướng Nguyễn Bình có tên khai sinh là Nguyễn Phương Thảo, sinh năm 1908 tại làng Yên Phú, xã Sai Phạm, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên, trong một gia đình yêu nước ở vùng quê giàu truyền thống văn hiến và cách mạng. Lớn lên bằng tình yêu quê hương đất nước, chí căm thù giặc sâu sắc cùng một trí tuệ nhạy bén, tài thao lược quân sự đã đưa ông trở thành người chiến sĩ cách mạng kiên trung, quả cảm, một người chỉ huy tài tình của cách mạng Việt Nam. Ngày 25 tháng 1 năm 1948, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký sắc lệnh phong quân hàm Trung tướng cho đồng chí Nguyễn Bình. Ông trở thành vị Trung tướng đầu tiên của Quân đội Nhân dân Việt Nam. Ngày 29 tháng 9 năm 1951, trên đường ra Bắc báo cáo Trung ương, Trung tướng Nguyễn Bình đã bị địch phục kích và hy sinh tại Phung Kapan Romia, xã Serepok, huyện Seran, tỉnh Stong Trang, Campuchia. Trung tướng Nguyễn Bình đã được truy tặng huân chương quân công hạng nhất, được truy tặng huân chương Hồ Chí Minh và danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Phát biểu đề dẫn hội thảo, Đại tá Hà Mạnh Tường, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng biên tập Báo Quân đội Nhân dân khái quát: Trung tướng Nguyễn Bình, nguyên Tư lệnh Chiến khu Trần Hưng Đạo, Tư lệnh thành phố Hải Phòng và liên tỉnh miền duyên Hải Đông Bắc, phái viên quân sự của Trung ương tại Nam Bộ, Tư lệnh Giải phóng quân Nam Bộ, khu trưởng khu 7, Phó Chủ tịch Ủy ban kháng chiến hành chính Nam Bộ, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Nam Bộ, Trung tướng đầu tiên của Quân đội Nhân dân Việt Nam. Tham luận với chủ đề Trung tướng Nguyễn Bình với nhận thức về chủ nghĩa cộng sản và con đường tất yếu của cách mạng Việt Nam, Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Hà, Viện trưởng Viện Lịch sử Đảng, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh khẳng định: Chính điều kiện lao tù đầy khắc nghiệt là môi trường thuận lợi và mảnh đất màu mỡ để những người cộng sản gieo những hạt giống cách mạng. Còn đối với ba Nguyễn Bình, môi trường ấy đã giúp anh nhận diện trắng đen, đúng sai, triệt để cách mạng, cảm lương, cực đoan trong cách nghĩ, cách làm, cách thể hiện tấm lòng yêu nước, đã dứt khoát từ bỏ lập trường quốc dân đảng khi nhận thấy những ưu việt của tư tưởng và mục tiêu cộng sản, không ngừng tranh thủ trang bị cho mình lý luận cách mạng và rèn luyện lập trường cộng sản, tiếp cận một cách sáng tạo tư tưởng cộng sản để sau khi mãn hạn tù đã vận dụng tư tưởng cộng sản vào thực tiễn đấu tranh cách mạng theo cách riêng của một động nhạc tứ quân, một vị tướng thao lược và quả cảm. Trung tướng Nguyễn Bình ở khía cạnh của một tấm gương mẫu mực về triệt để chấp hành mệnh lệnh của Đảng và Bác Hồ từ trái tim mình, mà trong đó cụ thể là việc Trung tướng Nguyễn Bình đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng và Bác Hồ giao cho ông thực hiện tại chiến trường miền Nam. Đồng chí Hà Đăng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Trưởng ban Tư tưởng Văn hóa Trung ương nhấn mạnh: Sáng hơn là vì Nguyễn Bình đã thấy sáng được cái con đường cứu nước mà lãnh tụ Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản nêu ra, và cũng từ đó trở đi thì Nguyễn Bình đã hoạt động, hành động theo cái sự chỉ dẫn
của những người cộng sản, thì cái đó là bước ngoặt đầu tiên, tức là bước ngoặt từ chủ nghĩa yêu nước bình thường đã sang cái chủ nghĩa yêu nước mới cái tầm cao là chủ nghĩa cộng sản. Tham luận về vấn đề vì sao Bác Hồ lại chọn Nguyễn Bình, tiến sĩ Nguyễn Hoàng Hiệp, giám đốc Trung tâm Dịch thuật, Dịch vụ Văn hóa và Khoa học Công nghệ đã chỉ ra. Qua sự cân nhắc chọn mặt gửi vàng, Bác Hồ đã mời vị tư lệnh chiến khu Đông Triều, vùng Duyên Hải Bắc Bộ để giao nhiệm vụ vào Nam thống nhất các lực lượng vũ trang chống Pháp. Vào giai đoạn lịch sử lúc đó, nước nhà không có ai hội đủ các yếu tố như trên bằng Nguyễn Bình. Và như nhà sử học Trần Hy Liệu, người đã có 5 năm trời ở nhà tù Côn Đảo cùng Nguyễn Bình, từng viết về ông, Thảo có can đảm, vũ dũng hơn người, trung hậu với bạn bè, trung thành với đoàn thể trước cách mạng tháng 8, thảo lập chiến khu Đông Triều một cách tự động. Ngay sau khi được Bác Hồ trực tiếp giao nhiệm vụ, Trung tướng Nguyễn Bình đã nhanh chóng có mặt tại đất Nam Bộ. Tại đây, với tư cách là đặc phái viên của Bác Hồ, Trung ương phái vào Nam Bộ, Nguyễn Bình đã cho tổ chức hội nghị quân sự tại An Phú Xã để thống nhất các lực lượng vũ trang Nam Bộ. Trung tướng Lương Đình Hồng, Chính ủy Học viện Quốc phòng đã đem đến hội thảo bàn tham luận với chủ đề Trung tướng Nguyễn Bình vừa chỉ huy đánh địch, vừa tổ chức đào tạo xây dựng đội ngũ cán bộ cho các đơn vị quân đội những năm đầu kháng chiến chống Pháp. Giữa lúc Nam Bộ rơi vào tình thế hiểm nghèo, ngàn cân treo sợi tóc, Nguyễn Bình được Chủ tịch Hồ Chí Minh tín nhiệm cử vào Nam lo việc chỉnh đốn phong trào kháng chiến, thống nhất các lực lượng vũ trang ở chiến trường Nam Bộ. Nguyễn Bình đã triển khai mở lớp học ngắn hạn, đào tạo cấp tốc cán bộ quân sự cho chi đội 1, mở lớp quân chính Vĩnh Tân và thành lập trường quân chính miền Đông, nay là trường quân chính quân khu 7. Tham luận về tài năng của Trung tướng Nguyễn Bình ở lĩnh vực người tập hợp lực lượng, chỉ đạo hoạt động quân sự khoa học theo đường lối của Đảng, Bác Hồ, Thiếu tướng Đặng Quang Minh, Phó Viện trưởng Viện Chiến lược Quốc phòng nhận định. Tháng 5 năm 1945, ông chủ huy lực lượng vũ trang tập trung đầu tiên ở Quảng Ninh đánh trại Bạch Thái Tông, một trại huấn luyện quân sự của Nhật ở Bắc Bộ, tham gia chỉ huy diệt đồn Đông Triều, Chí Linh, Tràng Bạch, Mạng Khê, giải phóng hai huyện Đông Triều, Chí Linh, thành lập chiến khu Trần Hưng Đạo. Tháng 7 năm 1945, ông chỉ huy quân khởi nghĩa đánh chiếm đồn Ung Bí, Bí Chợ, giải phóng thị xã Quảng Yên. Trận đánh đồn bên Lý Nhân về sau được đại tướng Võ Nguyên Giáp đánh giá là trận đánh du kích kiểu mẫu ở đồng bằng Bắc Bộ. Cái cháy nở hoa trong lòng địch đã được Nguyễn Bình sử dụng nhiều lần để tấn công quân Pháp. Nhận định đánh giá về vai trò của Trung tướng Nguyễn Bình trong việc vận động gây dựng cơ sở ban đầu cho cách mạng và những bài học về công tác dân vận, Thượng tướng Phạm Thanh Ngân, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam nhấn mạnh. Cầm quân của Trung tướng Nguyễn Bình đã để lại cho chúng ta nhiều bài học quý, trong đó có những bài học về công tác xây dựng cơ sở, vận động, tập hợp quần chúng, tạo sức mạnh tổng hợp cho cách mạng mà đến hôm nay và mai sau vẫn chứa đựng những giá trị sâu sắc. Cần tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện các chủ trương chính sách về công tác dân vận của Đảng, bảo đảm luôn phù hợp với những hoàn cảnh điều kiện mới. Cần phải coi trọng công tác dân vận là một nhiệm vụ quan trọng, bức thiết của Đảng và của cách mạng. Từ đó có nhận thức và cái nhìn đúng đắn, thống nhất về tầm quan trọng của công tác dân vận để có kế hoạch hành động cho phù hợp với từng thời kỳ cách mạng. Về chủ đề Trung tướng Nguyễn Bình với quê hương Hưng Yên và quê hương Hưng Yên với Trung tướng Nguyễn Bình, đồng chí Trần Thị Thanh Thủy, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hưng Yên có bài tham luận về ảnh hưởng của truyền thống quê hương đối với sự hình thành tư tưởng cách mạng của Trung tướng Nguyễn Bình. Hưng Yên là một cái vùng đất cổ. Lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc đã chứng minh nhân dân Hưng Yên tham gia tích cực và chiến đấu anh dũng kiên cường trong các cuộc kháng chiến chống ngoại xâm. Từ cuộc khởi nghĩa của Hai Bà Trưng năm 40, trải qua các cuộc kháng chiến chống xâm lược nhà Lương thế kỷ thứ 6, nhà Nam Hán thế kỷ 10, nhà Nguyên thế kỷ 13, và đặc biệt là trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, nhân dân Hưng Yên đã quật cường vùng lên chiến đấu dưới ngọn cờ của cuộc khởi nghĩa Bãi Sậy, khiến cho quân xâm lược phương Tây phải khiếp sợ. Trung tướng Nguyễn Bình, tên khai sinh là Nguyễn Phương Thảo, sinh năm 1908 tại xã Định Tiến và nay là xã Giai Phạm của huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên. Cả cuộc đời sống chiến đấu, cống hiến cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc của Trung tướng, cho thấy truyền thống yêu nước cách mạng của gia đình và quê hương Hưng Yên đã làm thay đổi tư duy từ nhận thức con đường cách mạng đến khả năng lãnh đạo quân sự của Nguyễn Bình. Cùng với các tham luận của hội thảo, tham luận của tôi cũng đã góp thêm khẳng định về thân thế sự nghiệp,
những đóng góp của Trung tướng đối với cách mạng Việt Nam và quê hương Hưng Yên, và cũng là nén tâm hương kính dâng lên anh linh của Trung tướng nhân kỷ niệm 110 năm ngày sinh của ông. Tự hào là thế hệ trẻ được sinh ra và lớn lên trên quê hương Hưng Yên giàu truyền thống văn hiến cách mạng, anh Doãn Thế Dương, Phó Bí thư Tỉnh đoàn Hưng Yên cho biết. Tiếp tục phát huy những truyền thống của quê hương Yên, chúng tôi đại diện cho thế hệ trẻ Hưng Yên nguyện hết sức mình cùng với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Hưng Yên quyết tâm xây dựng quê hương Yên ngày càng giàu đẹp và văn minh hơn, xứng đáng với sự công hiến hy sinh lớn lao của Trung tướng Nguyễn Bình cũng như là bao nhiêu các thế hệ những người dân cũng như các chiến sĩ đã hy sinh cho sự độc lập và toàn lãnh thổ của đất nước. Nhà sử học Dương Trung Quốc, Tổng thư ký Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam đã phân tích sâu về chuyển biến nhận thức từ một người yêu nước thành một người giác ngộ và đi theo lý tưởng cách mạng của Trung tướng Nguyễn Bình. Trung tướng Nguyễn Bình hy sinh khi mới có 43 tuổi. Một cuộc đời không dài, nhưng có thể nói tên tuổi của ông luôn luôn ở cái vị trí của những người đi tiên phong. Ông cũng là người tiên phong xuất hiện trong phong trào thời kỳ mặt trận bình dân, tạo nên cái uy tín của ông để ông thành lập được cả một cái chiến khu đầu tiên ở trên cái địa bàn hết sức trọng yếu ở Bắc Bộ. Ông cũng là người vị tướng tiên phong mà đi đến cái tiền tiêu của cuộc cách mạng, của cái sự nghiệp bảo vệ cái thành quả cách mạng khi là tư lệnh của mặt trận Nam Bộ. Có thể nói cái tính tiên phong của ông thể hiện rất rõ được cái động lực của người yêu nước. Một người yêu nước chân chính thì luôn luôn đi tiên phong trong cái sự nghiệp chung của dân tộc. Có thể nói là những cái gì đóng góp của ông đã được thể hiện trong cuộc hội thảo này, làm cho chúng ta tự hào, nhất là với quê hương của ông, quê hương Hưng Yên. Và đồng thời nó cũng tạo ra chúng ta những cái bài học rất lớn là phải trau dồi cái tinh thần yêu nước. Một tinh thần yêu nước chân chính ở thế hệ trẻ nó sẽ là cái động lực hết sức quan trọng, nhưng cũng quan trọng hơn nữa là ở một cái ngọn cờ tập hợp. Thay mặt ban tổ chức, đồng chí Đỗ Xuân Tuyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Hưng Yên, trưởng ban tổ chức hội thảo đã đánh giá. Hội thảo Trung tướng Nguyễn Bình với cách mạng Việt Nam và quê hương Hưng Yên được kế thừa thành quả nghiên cứu khoa học về lịch sử, văn hóa và các danh nhân Hưng Yên từ nhiều năm qua. Trong đó có các nghiên cứu về thân thế, sự nghiệp và cuộc đời của danh tướng Nguyễn Bình. Mỗi công trình tham luận, ý kiến gửi đến hoặc trình bày trực tiếp tại hội thảo là một công trình nghiên cứu độc lập theo từng vấn đề cụ thể trong hệ đề tài được xác định, nhưng đã phản ánh khá toàn diện, đầy đủ và sâu sắc hơn công lao đóng góp to lớn của Trung tướng Nguyễn Bình với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc, quân đội và quê hương Hưng Yên.